Ngày 13 tháng 1, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Đạt, ngụ thị xã Tân Châu, Cao Thanh Tùng và Nguyễn Thành Thái, ngụ thành phố Long Xuyên. Các bị can bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chân nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng vật nuôi. Khoảng tháng 6 năm 2023, Đạt bàn bạc với Tùng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả để bán kiếm lời đã cung cấp nguyên liệu, máy móc, tem nhãn, hướng dẫn cách phối trộn các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả và thực hiện các giao dịch mua với khách hàng. Công Tùng chọn 3 địa điểm tại các phường Mỹ Thới, Bình Khánh và Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Đạt tiếp tục trụ thái để cùng với Tùng sản xuất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật giả, các nhãn hiệu nổi tiếng trong và nước ngoài. Đạt trả công cho Tùng và Thái hàng ngày mỗi người từ 300.000 đồng đến 1,6 triệu đồng, tùy theo lượng hàng giả sản xuất. Sau khi tùng đem 120 chai thuốc bảo vệ thực vật giả vừa sản xuất giao cho khách theo yêu cầu của Đạt thì bị công an phát hiện. Tăng vật thu giữ gồm 40 chai thuốc bảo vệ thực vật cùng số lượng lớn nguyên liệu, máy móc, tem nhãn dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Đạt đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.